Tiếp nối đà tăng trưởng của 4 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội tháng 5 ở tỉnh Hậu Giang có nhiều khởi sắc, nhiều lĩnh vực phục hồi nhanh chóng. Trong tháng 5, lĩnh vực công nghiệp có nhiều bứt phá. Giá trị sản xuất tính theo giá hiện hành đạt hơn 4.555 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng tích cực. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, mở rộng xuất khẩu ra các nước Trung Quốc, Hồng Kông. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tính gần 16.600 tỷ đồng. Các nhóm hàng chủ yếu đóng góp vào mức tăng trưởng chung là nhóm lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng hơn 36%, tăng gần 15%. Xăng dầu các loại chiếm gần 26%, tăng hơn 87%. Và một số nhóm hàng hóa khác có mức tăng gần 17%. Hàng may mặc, vật liệu xây dựng, các đồ dùng trang thiết bị gia đình đang từng bước có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Trong tháng, có gần 80 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng số vốn hơn 700 tỷ đồng. So với cùng kỳ, tăng 50% về số doanh nghiệp và tăng 150% về số vốn. Đây là tín hiệu khả quan cho phát triển công nghiệp và thu ngân sách từ nay đến cuối năm. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 đạt hơn 720 tỷ đồng, lũy kế đến nay trên 6.680 tỷ đồng, đạt hơn 74% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với đà này, nhiệm vụ thu ngân sách năm nay có thể sẽ vượt kế hoạch. Những con số này cho thấy bức tranh kinh tế đang tươi sáng trở lại, tạo sức bật mạnh mẽ từ nay đến cuối năm. Các doanh nghiệp quay lại sản xuất với nhiều đơn hàng hơn, kỳ vọng đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước vào thời điểm cuối năm. Điều này cho thấy các chính sách hỗ trợ của chính phủ phát huy tác dụng, kích thích các doanh nghiệp tăng tốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Minh chứng là số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay trên phạm vi cả nước tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có 20.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh sẽ được tiếp sức từ gói hỗ trợ thuế lãi suất 2% bắt đầu từ tháng tới với nguồn vốn hàng trăm ngàn tỷ đồng. Cách đây 2 ngày, Chính phủ ban hành Nghị định số 34 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay. Thời gian gia hạn thuế giá trị gia tăng từ 3 đến 6 tháng. Trước đó một tuần, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 32 gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước từ 1 đến 4 tháng. Chính sách gia hạn thuế được áp dụng trong 2 năm qua và nay tiếp tục được triển khai. Trong các loại thuế được gia hạn, việc cho phép gia hạn thuế giá trị gia tăng được doanh nghiệp đánh giá cao vì số thuế này khá lớn. Cứ 100 tỷ đồng bán hàng thì con số 8 tỷ đồng, tương đương thuế suất 8% mà doanh nghiệp được giữ lại, sử dụng trong vài tháng cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất nhiều. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số thuế gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước là 20.000 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng khoảng 53.300 đến 54.300 tỷ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 51.000 đến 52.000 tỷ đồng. Các hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn khoảng 15.304 tỷ đồng. Tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 3.500 đến 3.700 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh còn được hỗ trợ lãi suất vay 2% từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại đồng loạt triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, hỗ trợ 40.000 tỷ đồng đối với khách hàng trong vòng 2 năm. Như vậy, các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh được phép sử dụng một lượng vốn lớn khoảng 150.000 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong năm nay mà không bị tính lãi.